Light Finance, the world of financial freedom. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, đây là video tiếp theo để tiếp nối nội dung kỳ trước về vấn đề quản lý rủi ro trong đầu tư Forex. Quản lý rủi ro trong đầu tư Forex là một yếu tố rất quan trọng, góp phần tạo nên thành công cho nhà đầu tư. Nếu một nhà đầu tư chỉ chú tâm đến các phương pháp giao dịch mà quên đi việc bảo toàn nguồn vốn thì sẽ rất khó để tồn tại lâu dài và kiếm lợi nhuận bền vững trong thị trường Forex. Ở video trước, chúng tôi đã chỉ ra mức chấp nhận rủi ro được nhiều trader sử dụng là 2%, tức là mỗi giao dịch không nên rủi ro quá 2% tài khoản. Nếu một trader tham gia dịch với số vốn là 1.000 đô, anh ta không nên để rủi ro quá 20 đô cho mỗi lần giao dịch của mình. Và tất nhiên, là mỗi trader lại dạy mình một con số riêng và phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình, đúng không nào? Bên cạnh đó, trader có thể xác định thêm một yếu tố khác nữa là kế hoạch quản lý vốn của bản thân. Ví dụ như, tổng thua lỗ trong ngày giao dịch Forex là tỷ lệ phần trăm vốn tối đa được phép thua lỗ của trader trong một ngày giao dịch. Nếu thua lỗ chạm mức này, trader sẽ ngưng giao dịch ngày đó ngay. Số lệnh lỗ liên tiếp phải tạm ngưng giao dịch Forex. Nếu là một day trader, ngưng giao dịch trong ngày, trader có liên tiếp khoảng 3 trader thua lỗ, các bạn nên nghỉ một thời gian tầm 10 đến 30 phút. Thứ nhất là có thể tránh tâm lý giao dịch trả thù, dẫn đến việc phá vỡ kế hoạch giao dịch. Thứ hai là thị trường có thể đang trong giai đoạn hỗn loạn hoặc đang không phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Vì vậy, việc ngưng lại một thời gian giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Thứ ba là có thể thư giãn đó để nâng cao hiệu quả trading hơn. Xác định tỷ lệ phần trăm lỗ phải chấm dứt ngày giao dịch. Tỷ lệ này có thể từ 5 đến 10% tùy trader. Số ngày lỗ chấm dứt tuần giao dịch. Nếu trong 2 đến 3 ngày liên tiếp thua lỗ đối với day trader thì nên ngưng dịch đến hết tuần. Mục đích nhằm ổn định tâm lý và tránh giai đoạn thị trường biến động khó lường. Tổng thua lỗ trên tài khoản để tạm chấm dứt giao dịch thật là tỷ lệ phần trăm vốn tối đa và trader thua lỗ trên tài khoản, ví dụ 30% đến 50% tài khoản. Nếu chạm mốc này thì trader nên ngưng giao dịch và chuyển sang đánh giá lại hệ thống giao dịch của mình hoặc chuyển sang giao dịch tài khoản demo để luyện tập lại. Mức lời lỗ để tăng giảm khối lượng giao dịch, trader nên thiết lập sẵn một mốc tăng trưởng lợi nhuận nào đó, ví dụ 30% tài khoản, để cho phép bản thân nâng khối lượng giao dịch lên, ví dụ tăng thêm 0.2 lot, hoặc thiết lập mức thua lỗ nào đó để bắt buộc bản thân giảm khối lượng giao dịch xuống. Quy trình thực hiện quản lý vốn khi giao dịch Forex. Như đã trình bày, yếu tố cơ bản nhất trong việc quản lý vốn của một trader là xác định tỷ lệ phần trăm chấp nhận thua lỗ cho một lệnh, tức là bạn có thể chấp nhận thua lỗ bao nhiêu tiền cho một lần giao dịch. Đây là con số quan trọng bạn được xác định trước khi vào lệnh nhé. Quy trình tính toán được tính như sau: 1. Xác định điểm vào lệnh. 2. Xác định điểm dừng lỗ. 3. Xác định điểm chốt lời. 4. Tính toán tỷ lệ lợi nhuận hay rủi ro. 5. Xác định khối lượng lệnh. 6. Vào lệnh. 7. Quản lý lệnh đang giao dịch. 8. Chốt, thoát lệnh. Quá trình này sẽ diễn ra từ đầu đến cuối. Nếu trader cảm thấy không rõ ràng ở bất kỳ bước nào, đặc biệt là 5 bước đầu tiên, thì nên ngưng việc đặt lệnh lại, vì những rủi ro chưa được lường trước đó có thể khiến trader thua lỗ nhiều hơn mức mong muốn. Việc tuân thủ quy trình 8 bước trên là điều tối quan trọng giúp trader có thể quản lý vốn hiệu quả khi thực hiện việc giao dịch của mình trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Khi tham gia đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường Forex, yếu tố hàng đầu mà trader cần quan tâm là đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của mình. Một khi đã có giải pháp quản lý vốn hiệu quả thì trader mới có thể tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận bền vững được. Chúc các bạn sẽ có một ngày giao dịch thật hiệu quả. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.